Mới đây, Hiệp Gà bất ngờ cập nhật hình đại diện trang mạng cá nhân bằng bức ảnh chụp thông thường với một cô gái trẻ. Biểu cảm gần gũi giữa hai người khiến nhiều dân mạng đồn đoán rằng đây chính là người chơi gái thế hệ của anh sau khi chia tay hậu Phi Ba. Tuy nhiên, thế hệ đây Hiệp Gà đã chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin này. Theo lời Hiệp Gà, đây chỉ là một người chơi thế hệ quen biết. Vì đang buồn chuyện tình cảm nên nhờ anh chụp thông thường rồi đăng Facebook cho vui. Hiệp Gà cũng tâm sự, hiện tại anh không nghĩ tới việc kết hôn lần thứ 4 mà chỉ tập trung kiếm tiền để nuôi các con. Trả lời trên đời sống bớt, Hiệp Gà nói, hôm qua tôi đi dẫn đám cưới cho một người chơi trong Thanh Hóa có gặp cô ấy. Cô ấy là người chơi của cô dâu chú rể. Do buồn về chuyện tình cảm gì đó, nên cô ấy muốn tôi chụp ảnh cùng và đăng lên trên Facebook giúp cô ấy. Tôi thấy không có gì nên đã đồng ý đăng giúp. Thật sự chúng tôi chỉ là người chơi bè, không có quan hệ tình cảm gì với nhau. Hiện tại tôi vẫn đơn độc và dành thời gian chăm sóc hai con. Bức ảnh Hiệp Gà và cô gái trẻ bị đồn là người yêu thế hệ của nam diễn viên hài. Còn tâm sự trên dân diệt, Hiệp Gà bộc bạch, tôi không có ý định mến gì ai nữa, còn phải lo cho các con, thời gian đâu mà mến. Được biết, hiện tại Hiệp Gà đang thông thường sống với hai con ở Hưng Yên. Người con đầu tên Hân Huyền, 15 tuổi, là con gái thông thường của Hiệp Gà với người hậu Phi đầu tiên. Con bé nhỏ thứ hai tên Đông Hải, 3 tuổi, là đàn ông thông thường của Hiệp Gà với người hậu Phi thứ ba. Trước khi chia tay, hậu Phi ba từng lên mạng tố cáo Hiệp Gà vay 150 triệu đồng nhưng không trả. Trước đây không lâu, Hiệp Gà cũng từng bị đồn có quan hệ tình cảm với diễn viên Giai Đa Trương Nhi vì công khai thả thính cô trên Facebook. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Hiệp Gà thì cả hai chỉ là đồng nghiệp, cùng hợp tác trong một dự án phim.